Tại sao ngày Boxing Day ở Úc hay là ngày Black Friday ở Mỹ lại có sức hút kinh hoàng với khách hàng đến như vậy? Tại sao dòng chữ đại hạ giá ở các khu vực quầy kệ siêu thị hay dòng chữ miễn phí lại trở nên phổ biến trong quảng cáo và truyền thông đến như vậy? Đó là vì các nhãn hàng đang đánh vào tử huyệt tiền bạc của người tiêu dùng. Chào các bạn đã đến với kênh Người Bán Hàng Thành Babylon, lại là Hải đây. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái phần phân tích về 4 tử huyệt cảm xúc nha. Như bữa trước thì mình nói về tử huyệt bản thân rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào tử huyệt tiền bạc. Về tử huyệt tiền bạc thì có hai cái nỗi sợ lớn mà con người sợ dã man trong cuộc đời này. Thứ nhất là nỗi sợ không có đủ tiền, thứ hai là nỗi sợ không có đủ thời gian. Về nỗi sợ không có đủ tiền thì có một câu chuyện vui như thế này. Tức là một cái anh chàng kia, anh lên cơ quan thuế bên Mỹ á, anh xin được giảm thuế miễn trừ gia cảnh cho mẹ già anh ấy vì anh ấy phải hỗ trợ mẹ. Sau khi cơ quan thuế họ điều tra thì thấy là mẹ anh ta đã chết được 15 năm rồi. Khi họ hỏi là vì sao mẹ anh đã chết rất lâu mà anh vẫn xin được miễn thuế giảm trừ gia cảnh, thì anh nói là mẹ vẫn luôn sống mãi trong trái tim tôi. Tiền bạc luôn là một nỗi sợ rất lớn của con người và con người chưa bao giờ thôi dây dứt về nó. Mức độ thì khác nhau tùy người. Có hai khía cạnh của tử huyệt tiền bạc mà chúng ta sẽ đi vào phân tích. Thứ nhất là sự khao khát để có được rất nhiều tiền và giữ khư khư lấy nó. Thứ hai là một cái nỗi sợ lớn liên quan tới tiền. Ví dụ như nỗi sợ mất mát, một khoản chi đột xuất nào đó, một biến cố nào đó làm chúng ta mất tiền. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào nhận diện từng khía cạnh nha. Thứ nhất là tử huyệt tiền bạc liên quan tới những nỗi sợ bị mất tiền. Đây là những người cực kỳ thích những chương trình đại hạ giá, những chương trình miễn phí hay là mua một tặng một. Họ đặc biệt rất là rành những nơi mà đang có chương trình siêu khuyến mãi hoặc là có những tour du lịch giá rẻ. Đây là những người đặc biệt là khá là kibo và họ ít khi nào chịu bỏ tiền ra để mời chúng ta ăn uống gì hết. Và họ đặc biệt không thích những người mà tiêu xài hoang phí hoặc là những người thích sưu tầm hàng xa xỉ. Nhóm thứ hai là nhóm có tử huyệt tiền bạc liên quan tới việc khát khao tiếp kiếm được rất nhiều tiền. Nhóm này có thể kibo hoặc không, tức là anh ta có thể là một người xài rất là hoang, xài rất là sang, tuy nhiên anh ta lại có một khát khao kiếm tiền cực kỳ mãnh liệt. Trong xã hội thì bạn sẽ thấy đây là những người rất thích đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản, ham thích làm giàu, ham thích kinh doanh. Thì khi mà quan hệ với người này, chúng ta nên tập trung nói về những chủ đề như là làm giàu, như là kinh doanh, và hạn chế nói về những chủ đề khác, ví dụ như là tâm lý, tình cảm hay là làm từ thiện, bởi vì họ sẽ hoàn toàn không thích những chủ đề đó. Một ví dụ cụ thể của tử huyệt tiền bạc trong kinh doanh á, là nếu bạn biết cái ông đạo diễn kiêm diễn viên nổi tiếng Hollywood Vladimir á, ông đã từng giành giải Oscar cho cái bộ phim Màn Trình Diễn Hay Nhất Thế Gian. Thì ông mất vào năm 1957. Thì thời điểm đó ông định làm một cái bộ phim chấn động toàn nước Mỹ và sẽ gây cháy phòng vé. Sau khi rà soát lại toàn bộ diễn viên, kịch bản, nội dung thì thấy rất là ok. Tuy nhiên ông vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó. Thì ông mới đi ra một cái shop thời trang mắc tiền. Thì ông mua một cái áo lông sóc, áo ngủ lông sóc có giá là $1,500. Đây là cái mức giá kinh hoàng thời điểm đó các bạn, vì nếu tính theo lạm phát. Thì trong phim của ông ấy có một cái cảnh đoạn là ông sẽ cho cô nữ diễn viên chính á, cầm cái áo lông sóc này, áo ngủ lông sóc này và kéo lê không thương tiếc trên nền đất. Kỳ sốc với cảnh quay này và họ cho rằng đây là một sự hoang phí không thể chấp nhận được. Vài ngày sau thì tất cả những tờ báo đều đăng và các người phóng viên đều đưa ra quan điểm phẫn nộ về cái việc là một bộ phim mà lại dùng một cái áo mắc tiền mà lại phí phạm như vậy, lại phá của như vậy. Thì cái chấn động từ những tờ báo á, làm cho rất nhiều người tò mò và đi xem cái phim này nó phá cái gì mà ghê vậy. Thì hàng ngàn người đổ đi coi phòng vé và doanh thu cháy luôn. Đây là một ví dụ kinh điển là ông ấy đã đánh vào tử huyệt tiền bạc của toàn xã hội. Ông tạo ra một cảnh tượng hoang phí và điều đó đã đánh vào tử huyệt tiền bạc của rất nhiều người, khiến cho họ tò mò và đi tới phòng vé. Một ví dụ khác cho cái thời hiện đại á, thì ngày nay có rất nhiều khóa học làm giàu nè, rất nhiều khóa học về chứng khoán nè, về FX nè, về phát hành tiền ảo nè, về cách chơi Bitcoin và cách phát hành những cái loại cổ phiếu mà cam kết lợi nhuận 100%, rồi những dây hụi cam kết lợi nhuận là tới 70-80% năm. Tất cả những loại hình lớp học hay đầu tư này đều đánh vào tử huyệt tiền bạc của khách hàng. Và mình dám chắc 100% với cả nhà là những người tham gia những lớp này đều có tử huyệt cảm xúc nằm ở tử huyệt tiền bạc. Bởi vì những người có tử huyệt bản thân, tử huyệt danh vọng hay là tử huyệt tình yêu không hề đi học những cái lớp này. Ok, bây giờ đi vào phần xử lý tình huống. Khi chúng ta gặp một người có tử huyệt tiền bạc á, thì trước tiên chúng ta phải xác định là
tử huyệt tiền bạc của anh ta là theo hướng nỗi sợ hay là theo hướng khát khao. Nếu là theo hướng nỗi sợ đó, thì chúng ta hãy đưa ra những chương trình đại hạ giá, mua một tặng một, hàng miễn phí, khuyến mãi thì bạn sẽ rất dễ chốt được đơn. Và cần chú ý là khi mà dẫn họ đi ăn hay là đi một nơi nào đó thì đừng có xài hoang phí quá, vì họ không thích cái việc tiêu xài hoang phí. Thứ hai là nếu bạn xác định được họ là tử huyệt tiền bạc nhưng mà là theo hướng khát khao tăng trưởng về tiền bạc, thì bạn có thể giới thiệu cho họ những cơ hội đầu tư về bất động sản, những cơ hội đầu tư về chứng khoán, thì họ sẽ quý mến bạn hơn, từ đó bạn sẽ dễ chốt đơn hơn. Một điểm chung là khi giao tiếp với những người có tư tiền bạc á, thì họ thường sẽ không quá quan tâm về những chủ đề khác như là tâm lý, tình cảm, quan hệ xã hội hay là những chủ đề từ thiện. Thì chúng ta cần phải không nói quá nhiều về những chủ đề này, trừ phi những chủ đề này có một cái kết cục là tạo ra tiền á, thì họ sẽ quan tâm. Ví dụ hồi xưa mình đã từng dụ một cái chị có tư huyệt tiền bạc á, làm từ thiện như sau. Thì mình nói là thôi chị ơi, chị góp tiền phụ em xây cái nhà cho người khuyết tật này đi, thì sau này luật nhân quả nó quay trở lại á, sẽ giúp cho chị có nhà, có nhiều nhà hơn. Thì chị nghe chị cũng thích, thì thế là chị hỗ trợ mình rất là nhiều. Ok, thì đó là tư huyệt tiền bạc. Mình sẽ nói thêm về hai tư huyệt còn lại trong những video kế. Hy vọng là bạn thích video này, và nếu bạn thực sự thích kênh của mình thì hãy đăng ký kênh để nhận được video mới sớm nhất. Chào cả nhà.